Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Hôm nay mình phi hành tỏi nha cả nhà, mình nấu canh ngọt. Ở ngoài quê mình á, là miền Trung á, là gọi là canh ngọt, là cá sòng nấu cũng được, cá liệt nấu cũng được, đại khái là canh ngọt. Mình phi hành cho nó vàng theo ý thích cả nhà nha, nhưng mà đừng có để nó vàng lắm, cái bữa mình làm bị lố nó bị cháy cả nhà. Đó, không thể thiếu cà chua với thơm, chỉ cà chua với thơm thôi nghe cả nhà, canh chua mới có giá có đồ nha. Còn không biết ở đây thì như thế nào, nhưng mình ở quê mình á là canh ngọt, nấu canh chua cũng có thơm với cà, nhưng mà nó có giá có ngổ. Còn cái này á, là chỉ thơm với cà thôi đó. Ủa, mình cho một miếng ớt Hàn Quốc, ớt Hàn Quốc ớt Thái gì đó không biết. Rồi bây giờ mình chờ nước sôi rồi mình mới thả cá vô ngang cả nhà. Rồi bây giờ cái này là đậu bắp á, mình luộc tắm rưỡi rồi. Bây giờ mình phi cái tỏi bắp này nè cả nhà. Mình muốn thơm thơm thì mình cho một xíu sả vô, mình băm nhuyễn luôn cả nhà, mình phi một lần luôn. Rồi vàng vàng cái mình đưa cái 8 rưỡi đậu bắp này vô mình xào sơ là xong. Là ok cả nhà. Là ăn nó đổi món cho nó ngon. Đậu bắp luộc mà bây giờ mình đậu bắp xào tỏi. Cực kỳ ngon nha cả nhà. Đó, cả nhà cũng cho vàng vàng tùy thích luôn. Chứ đừng có để vàng quá nha. Rồi cả nhà xào. Đó, mình nêm nếm theo ý thích cả nhà. Rồi cả nhà xào cái gì mà cả nhà, lửa ra nhỏ thôi cả nhà. Tại cái đậu bắp này mình đã luộc 8 rưỡi rồi. Chứ lửa lớn quá là cái độ đậu bắp nó không có giòn nữa. Rồi, trong khi mình chờ đợi nha cả nhà. Trong khi mình chờ đợi cái đùi gà mình sẽ ướp sa tế rồi. Bữa đây mình không ướp sa tế nữa cả nhà, bữa đây mình ướp muối ớt. Mình sẽ làm một 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 cối muối ớt cả nhà để dành mình ướp đồ ăn nó rất là ngon cả nhà. Mình làm cay cay the the mình ướp rất là ngon. Rồi trong khi đậu bắp chín, chờ đậu bắp nó chín nè. Rồi chờ canh nó sôi nè, mình đi nướng gà. Rồi mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Với mình nha. Ok.